Xin chào các bạn, mình tên là Kim ha. Và hôm nay mình sẽ dành một vài phút để mình review về chiếc khóa HomeKit AP07 mình vừa mua cho căn phòng của mình ha. Thì ok, chúng ta cùng đi vào chiếc khóa này nha. Thì cái chiếc khóa này là chiếc khóa thứ hai mình mua bên nhà HomeKit rồi. Lần đầu tiên mình có mua một chiếc khóa để lắp đặt bên căn hộ bố mẹ của mình. Thì sau một khoảng thời gian sử dụng mình rất là ưng, nên mình định tập thêm một em nữa để về lắp cho căn hộ của mình. Chiếc khóa này bao gồm có 4 chiếc răng nha các bạn. Các bạn có thể thấy ha, đầu tiên là mình có thể sử dụng mật khẩu, thứ hai là băng tay, thứ ba là mình có một cái thẻ chip từ nhỏ, và cái cuối cùng là mình có một cái chìa khóa cơ bản. Thì riêng mình thì mình hay sử dụng mật khẩu là băng tay thôi để nó không khỏi lỉnh kỉnh khi đem chìa khóa ra ngoài. Chiếc khóa này thì cảm thấy có một điều rất là ưng nữa là tại vì hôm trước là sau khi lắp đặt xong á thì có một bạn nhân viên gọi đến cho mình ngay liền luôn để bạn hỏi là bạn nhân viên lắp đặt có nhiệt tình hay không và có hướng dẫn cụ thể hay không. Thì mình cảm thấy là chỉ một chiếc khóa nhỏ thì thôi nhưng mà mình giống như một khách hàng VIP bên phòng tập Kelly ở Studio Team vậy đó. Và mặc mấy chiếc khóa VIP ha thì total chi phí của chiếc khóa này bao gồm chi phí lắp đặt luôn chỉ có 3,5 triệu thôi. Thì mình nghĩ là rất là hợp lý và vừa túi tiền cho những các bạn nào trẻ trẻ giống như mình ha. Ok, thì chốt lại thì mình cảm thấy là đánh em là 4 sao. Tới 5 sao thì các bạn có thể một cái option nữa để lựa chọn một cái ổ khóa căn hộ của mình. Ok, cảm ơn.